Mới đây, truyền thông Thái Lan và Indonesia cùng đưa tin về sự kiện ra mắt mẫu Honda Supra GTZ 2024 hay còn gọi Honda Winner X 2024 vừa ra mắt tại Việt Nam. Ít ai biết rằng, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa phân phối Winner X tại xứ sở chùa vàng, trong khi đó khách hàng Indonesia vẫn sử dụng Winner 150 V2. Cũng bởi vậy, các chuyên gia nhận định phiên bản 2024 của Winner X sẽ được ra mắt tại Thái Lan và Indonesia trong thời gian tới. Trên thực tế, Việt Nam và Malaysia là các quốc gia hiếm hoi được Honda phân phối chính hãng Winner X, các khách hàng tại Thái Lan, Campuchia hay Philippines vẫn chưa có cơ hội tiếp cận mẫu xe côn tay 150cc này. Đáng chú ý, một số đại lý tại nước bạn còn nhập khẩu Honda Winner X từ Việt Nam về phân phối tư nhân. Điều này cho thấy các khách hàng tại Đông Nam Á đang rất mong chờ Winner X 2024 sẽ ra mắt và mở bán trong thời gian tới. Theo ghi nhận Báo Thái Lan nhận xét Honda Winner X là một mẫu xe mang đậm chất thể thao nhưng vẫn phù hợp với gia đình bởi thiết kế yên xe dài, bình xăng 4,5 lít phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Trong khi đó, báo Indonesia lại tỏ ra ngưỡng mộ phiên bản mới của Winner X với những nâng cấp hiện đại công nghệ khi mà họ đang sử dụng Winner 150 thế hệ cũ. Điểm đáng tiếc duy nhất là Winner X thế hệ mới tiếp tục không có cốp. Tại Việt Nam, Winner X 2024 vừa ra mắt được trang bị đèn chiếu sáng xi nhan và đèn hậu LED, mặt đồng hồ LCD hình ảnh âm bản, cổng sạc USB có nắp đóng chống nước, xe có ổ khóa Honda Smart Key, với tính năng mã hóa an toàn kết hợp cảnh báo chống trộm, xác định vị trí xe, khởi động xe trên điều khiển và phớt chặn chốt xích, hệ thống hỗ trợ người lái Assist Club. Hệ thống treo trên Honda Winner X 2024 là phuộc ống lồng thông thường ở phía trước và phuộc ống lồng có thể điều chỉnh tải trước ở phía sau. Nằm trên bánh xe hợp kim 17 inch. Winner X đi kèm với lốp trước 9080 và lốp sau kích thước 1270. Xe có phanh ABS ở bánh trước là tiêu chuẩn. Về sức mạnh, Honda Winner X 2024 được trang bị khối động cơ xi lanh đơn dung tích 149,16cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 15,8 mã lực tại 9.000 vòng trên phút và mô men xoắn 13,6 Nm tại 7.000 vòng trên phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp. Về giá bán, Honda Winner X 2024 mở bán tại Việt Nam với 3 phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao cùng mức giá đề xuất lần lượt là 46,16 triệu, 50,06 triệu và 50,56 triệu đồng, tương ứng 71.820 bát, 71.820 bát và 72.540 bát khi quy đổi ra tiền Thái Lan.